Nhiều bạn hay so sánh resort này ở Phú Quốc giống như là đảo Maldives và gọi đây là Maldives của Việt Nam. Rõ ràng là quá khập khiễng nhưng mà đâu đó cũng có nét hao hao về thực tế bên ngoài như thế nào, giá phòng mắc rẻ ra sao và có gần trung tâm hay không mà nhiều bạn trẻ mê mẩn đến như vậy. Mời các bạn cùng xem hết video này nha. Đợt này ra Phú Quốc công tác, bữa xem review xong và quyết định là book một cái resort ở bờ đông Phú Quốc nằm sát biển và có những căn phòng được xây dựng trên biển như thế này ở một cái khu tách biệt luôn. Bạn nào mà mê biển và muốn healing, muốn yên tĩnh một chút xíu á, mở mắt ra bốn bề là biển cả thì book chỗ này là đúng bài luôn. Đây là Broad Beach Boutique Phú Quốc. Ở đây có hai loại phòng, loại trên đất liền giống như bửu là 1,5 triệu và phòng ở trên biển á, là 1,8 triệu đến 3 triệu tùy mùa. Bửu thấy thì mỗi loại đều có ưu khuyết điểm khác nhau. Ở vườn mình có thể ra biển dạo rồi tối về ngủ thì yên tĩnh hơn. Ở biển thì nó hơi hạn chế, vào những ngày mưa gió thì hơi sợ một xíu. Bù lại thì view rất đẹp, không gian riêng tư và mỗi sáng chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy được biển. Có lẽ là ở đây xây cất một dãy bungalow dài ra ngoài biển như vậy làm cho người ta dễ liên tưởng đến Maldives. Và việc so sánh với một điểm đảo quá nổi tiếng là cách để diễn đạt cho người khác dễ hình dung về chỗ này qua một hai câu nói chăng? Bửu biết là có nhiều người sẽ không thích việc so sánh và bửu cũng như vậy, nhưng phải công nhận một điều là chỗ này đẹp. Mỗi sớm bình minh, hoàng hôn, đi bộ hay đạp xe trên con đường gỗ cong cong dẫn ra biển như vậy là rất là chill luôn. Chỗ này ok, nhiều góc cho mình chụp hình và team của Bửu lay hoay quay chụp từ chiều đến giờ mà hết luôn 10% cuối cùng. Phải nhờ bạn Lễ Tân sạc pin giúp rồi đi chuẩn bị ăn tối, mà hên là con Galaxy S23 này sạc pin nhanh nên là tụi Bửu quay xuống ăn tối một xíu là đã có điện thoại dùng. Tụi Bửu đặt tại resort luôn, bếp làm khá là ok, hải sản tươi và cả nhóm thì cứ nhắc hoài món cháo hào vì thực sự là quá ngon giữa một ngày mưa gió. Nói đến đây mới chợt nhớ là Bửu có nghe mọi người nói là chỗ này bị giải tỏa rồi, đó là một chỗ khác giống như vậy. Còn riêng chỗ này là hôm 18 tháng 7 Bửu đi là người ta vẫn hoạt động bình thường, thậm chí là khách đông đến mức mà mình không đặt được phòng mà mình muốn. Nói chung là mọi thứ ở đây trong tầm giá này Bửu thấy ok nên muốn làm video chia sẻ đến các bạn và hy vọng là sẽ giúp ích được cho bạn trong chuyến đi sắp tới.